thấy nhà có camera, tên trộm lấy chăn trùm kín người để trộm tài sản mang về. Một vụ việc mặc dù không phải ở Bình Dương mà diễn ra tại Đà Nẵng, nhưng mức độ độc lạ thì cũng không hề kém cạnh, khiến cộng đồng mạng cũng phải phát lú theo. Được biết, vào ngày 4 tháng 12 vừa qua, người đàn ông có tên Trần Văn Tình, 43 tuổi, trú tại quận Thanh Khê. Vì không có tiền tiêu xài, bản thân cũng không hề có ý xấu. Nhưng do căn nhà nằm ở đường Hòa An 25, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, lại cách xa các nhà khác, hàng xóm thưa thớt, nên Trần Văn Tình mới nảy ý định trộm cắp. Sau khi điều khiển xe máy cất giấu ở một chung cư gần đó, đối tượng này đã đi bộ đến phía sau ngôi nhà, dùng một cây sắt cạy hai thanh cửa sổ để chui vào trong. Tại đây, Tình đã ú òa khi phát hiện ra ngôi nhà có gắn camera, xịn hơn hẳn camera chạy bằng cơm ở xóm mình, nên hắn ta liền dùng trí khôn của ta đây bằng cách đột nhập vào phòng ngủ, lấy một cái chăn rồi trùm lên người mình. Tuyên bố 10 chiếc camera cũng không tài nào nhìn thấy avatar của Tình. Sau khi yên tâm với chiếc chăn che kín người, đối tượng này đã lấy 3 chiếc laptop của chủ nhà, bỏ vào ba lô rồi quay về chung cư, lấy xe máy tẩu thoát. Số đồ trên Tình mang bán được 4,5 triệu đồng rồi lấy tiêu xài hết. Tuy nhiên, lưới trời lồng lộng chạy đâu cho thoát, mặc dù chiếc chăn che được khuôn mặt nhưng làm sao có thể che được hành vi trộm cắp của Tình. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã khiến đối tượng phải cúi đầu nhận tội và tiến hành khởi tố bắt tạm giam Trần Văn Tình để tiếp tục điều tra làm rõ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tin Nhanh Official. Đừng quên ấn đăng ký để theo dõi nhiều tin mới mỗi ngày nhé!